Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review về chiếc xe buýt điều khiển từ xa. Theo thông tin trên hộp thì đây là một chiếc xe buýt đưa đón học sinh đến trường với tông màu là màu trắng, màu vàng và màu đen. Nhà sản xuất thì trọn bộ của mẫu này thì sẽ có thêm một chiếc xe buýt 2 tầng nữa. Phía trên này có thêm một lớp ghế không có mái che. Thì cũng tông màu như vậy. Thì hôm nay mình sẽ chỉ mua được một chiếc xe buýt như mẫu này thôi. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem chiếc xe buýt sẽ như thế nào nha. Bên trong của nó thì có thêm một vỏ hộp nhựa nữa. Rất nhìn trông rất là chắc chắn. Nên vận chuyển về tới đây thì cũng không bị bể chỗ nào hết. Đây nhìn chiếc xe bóng lắm. Đây là tay cầm điều khiển nha. Trên tay cầm thì có một cái anten và bốn nút điều khiển, cua trái, cua phải và chạy tới chạy lui thôi. Phía sau là nơi để chúng ta bỏ pin vào. Thì thông thường tay cầm điều khiển nào thì chúng phải cần bỏ pin để mà có thể hoạt động được. Bây giờ mình sẽ dùng cái vít để vặn ốc ra nha. Đây, trên tay cầm thì chỉ còn hai viên pin thôi. Đây là chúng ta sẽ dùng viên pin, đây là cái pin 2A. Đây sẽ bỏ pin vào nha. Pin này thì các bạn có thể mua các tiệm tạp hóa thì đều có bán. Đây, tí nữa mình sẽ vặn ốc vào sau nha. Bây giờ mình sẽ để cho nhanh, mình sẽ tiết trước. Khi chúng ta nhấn nút trên tay cầm điều khiển thì có một bóng đèn màu đỏ sáng lên. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta này. Qua một chiếc xe buýt nhìn rất là đẹp. Wow. Đây kính chắn gió đều làm bằng nhựa Mica. Rồi phía sau là bảng số tiếp quý 8. Bên dưới thì có dòng chữ stop màu đỏ thiệt à. Nhìn tới là đây, phía dưới còn có slow nữa. Có nghĩa là hay chạy chậm lại. Còn bên tay phải thì có hai cánh cửa. Thì gương chiếu hậu thì có thể điều chỉnh được theo sự quan sát của tài xế. Đây chúng ta nhìn vào bên trong nội thất, nhìn giống như một chiếc xe thiệt. Chúng ta gồm có 8 hàng ghế nha, mỗi hàng thì 4 ghế. Và tổng cộng xe này có 32 ghế và một ghế tài xế. Trên thân thì có in dòng chữ là school bus, là có nghĩa là xe này dùng để đưa đón học sinh thôi. Nhưng theo mình thấy thì xe này giống như xe du lịch đường dài, giống như xe máy xe mà đi du lịch ở các tỉnh á. Nhìn cái phần phía trước thì nhìn rất là giống xe khách luôn. Còn phía trên thì trang bị một cái cây này, cây gì mình cũng không rõ. Và như là nói chung là mình cũng không biết cây gì hết á. Thôi thì cứ để yên đó, mình cũng không cần quan tâm lắm. Đây, mặt trước thì có hai bóng đèn. Đèn này thì mình nghĩ nó sẽ sáng. Tí nữa mình bỏ pin vào mình sẽ test thử nha. Đây, mặt dưới đây là nơi bỏ pin của chiếc xe này nha. Bây giờ mình cũng sẽ bảng ốc ra để mình bỏ pin vào. Ở chiếc xe này thì có 3 viên pin. Và tổng cộng bộ đồ chơi này thì chúng ta sẽ cần là 5 viên pin nha. Có những loại xe khác thì chúng ta xài sử dụng xong hết pin thì chúng ta bằng sạc, chúng ta sẽ sạc pin. Nhưng chiếc xe buýt này thì chúng ta xài pin con ó này nha. Khi hết pin thì chúng ta chỉ cần thay pin mới là được. Rồi tí nữa thì mình sẽ vặn ốc vào sau. Trên này mình có một công tắc phía bên dưới này nha. Nếu mình phải bật bật công tắc lên thì xe mới hoạt động được. Và bên trong xe thì có một đèn
có một cái bóng đèn nháy gồm có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Đèn này bên trong xe thì giúp cho hành khách sẽ thấy đường trong xe khi trời tối. Đây chúng ta sẽ thử nha. Wow, xe chạy rất êm. Công suất và tốc độ của nó thì chạy rất nhanh luôn. Chỉ một cái chế độ chạy nhanh đó thôi chứ không có chế độ chạy chậm đâu. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Rồi khi chúng ta chạy, nhấn nút chạy tới hoặc chạy lui thì hai bóng đèn phía trước nó sáng lên. Đấy. Đây là bánh trước nha, bánh trước này chúng ta khi chúng ta nhấn bánh sau lại tốc độ của chiếc xe chạy nha. Khi chúng ta nhấn nút chạy tới chạy lui thì bánh sau sẽ hoạt động. Còn khi chúng ta cua trái cua phải thì hai bánh phía trước nha. Đây, hai bánh phía trước thì có chức năng thì cua trái và cua phải khi chúng ta nhấn nút. Còn phía dưới thì có cái cần gạt này. Thì nếu chúng ta gạt cần về phía nào thì bánh sẽ xoay về phía đó thì xe nó sẽ cua. Nhưng khi chúng ta sử dụng xe thì chúng ta chỉ cần gạt cái cần này về chính giữa nha. Chúng ta điều khiển trên tay cầm thôi. Chúng ta cũng không cần tới sử dụng tới cái cần gạt như này. Đây, xe chạy tốc độ rất là nhanh luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn hãy nhấn đăng ký để theo dõi những bộ đồ chơi mới nha. Mình sẽ review trên kênh YouTube này.